Điều gì khiến một người trở nên tự tin và quyến rũ? Tưởng chừng câu hỏi này mình sẽ không bao giờ biết được đáp án bởi vì mình là một introvert chính hiệu, sống cực kỳ kín đáo và hướng nội. Tuy nhiên, khi mà 20 tuổi mình vô tình thế nào lại bắt đầu làm việc ở ngành đầu tư phát triển bất động sản. Công việc này dù không muốn cũng đã ép mình phải trở nên trưởng thành và tự tin hơn để có thể giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau. Sau nhiều năm sống nhu nhược, nhút nhát và bị ném vào trong một môi trường mà nếu không trở nên tự tin thì không thể nào phát triển sự nghiệp được, mình đã học tập và tiếp thu rất nhanh cách để có thể trở nên tự tin hơn. Sự tự tin thì đến từ cả phía bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên vì có nhiều mẹo nên mình sẽ chia video này thành 2 phần và ngày hôm nay sẽ là những tip thể hiện và được người khác tiếp nhận nhìn thấy từ phía bên ngoài. Vậy nên đừng bỏ lỡ phần thứ 2 của video này bằng cách nhấn theo dõi mình nha. Hãy xem tới cuối video và mình sẽ chia sẻ rất nhiều hack thực tế có thể áp dụng và thấy được sự thay đổi ngay tức thì. Ha mọi người, cảm ơn mọi người đã quay lại kênh của mình. Còn nếu bạn gặp mình lần đầu, mọi người hay gọi mình là Huyền Baby hay Cherry Ruby. Mọi người có thể xem qua content trước của mình qua playlist này nha. Ở đây mình không muốn nhấn mạnh vẻ đẹp bề ngoài bởi vì có nhiều trường hợp bạn xinh đẹp nhưng không tạo ra được phong thái tự tin, confident, mạnh dạn thì thay vì thu hút những đối tượng thích hợp hoặc nhận được sự chào đón, hoan nghênh, tán dương, tán thưởng từ mọi người thì bạn sẽ gặp phải những người tiến tới bạn với mục đích không tốt. Có nhiều dịp khi mà mình tham gia các sự kiện kết nối ngoại giao, mình sẽ được phái nữ hỏi về mùi hương nước hoa, mẹo giúp mình có mái tóc bồng bềnh bởi vì đối với họ thì điều này khiến họ bị thu hút và muốn tiếp nhận được kiến thức này. Với phái nam thì họ có thể thẳng thắn nói rằng họ bị thu hút bởi sự năng động và sự tự tin hay là nụ cười của mình. Hoặc nhiều lúc khi mà xếp hàng, mình sẽ được mời xếp hàng lên để thanh toán trước. Hay khi đi trên đường thì mọi người sẽ nói xin chào với mình và mình cũng sẽ lịch thiệp đáp lại. Mình không phủ nhận ở đây do mình sống ở Úc, văn hóa nó sẽ có phần khác biệt và mọi người cũng sẽ rất là cởi mở, open hơn khi mà họ chia sẻ những nhận định riêng của họ và khi mà giao tiếp thì họ cũng rất là thẳng thắn. Tất nhiên mình không phủ nhận việc có vóc dáng, gương mặt nhất định phần nào đóng góp vào việc một người được tiếp nhận ra sao, về mặt họ tự tin và quyến rũ như thế nào đối với đối phương. Tuy nhiên gương mặt cha mẹ ta đẻ ra hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của mình và không phải cứ ai xinh xắn là tự động tự tin và có cảm giác họ làm chủ ở mọi nơi họ tới. Nếu bạn đã nghe qua những cái câu chuyện về các hoa hậu hay celebrities kể chuyện thì không phải lúc nào họ cũng tự tin. And I had no confidence growing up. As a child, I was extreme. I had very low self-esteem. I was gawky as a teenager. Và sự tự tin quyến rũ không phải lúc nào cũng là bản năng của chúng mình, kể cả đối với mình cũng vậy. Ngay sau đây sẽ là danh sách các điều chúng ta có thể thay đổi ở bề nổi, bề ngoài như là một kiểu cheat sheet. Hay mình gọi là cheat code để có thể trở nên tự tin ngay trong ngày hôm nay. Khi mà bạn dần dà đưa chúng, biến chúng thành những cái thói quen hàng ngày thì một ngày nào đó nó sẽ trở thành bản năng và nội tại của bạn. Mình tin là nhiều bạn đã nghe câu fake it till you make it hay là fake it till you become it. Tuy nhiên cái cheat sheet này nó rất là đơn giản và nó không cần bạn phải fake hay là giả tạo gì cả. Nó chỉ yêu cầu bạn dành thời gian chăm sóc và yêu thương, quan tâm tới bản thân bạn nhiều hơn. Và còn gì đáng đầu tư hơn là đầu tư vào bản thân chúng mình, khiến chúng mình trở nên xinh đẹp và trở thành phiên bản tốt nhất của chúng ta, đúng không? Thứ nhất, cách ăn mặc chỉnh chu ngay ngắn. Một điều thú vị là gu thẩm mỹ của mỗi người không ai giống ai 100% và nó còn phụ thuộc vào độ tuổi của bạn. Và khi mà chúng ta lớn lên thì cái gu thẩm mỹ nó cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên đối với đại đa số thì trang phục lịch sự hợp với ngữ cảnh sự kiện hay ta còn gọi là dress code sẽ luôn tạo thiện cảm ban đầu đối với người đối diện. Đặc biệt là vẻ ngoài bảnh bao sẽ giúp cho các quý ông trở nên tự tin hơn về bản thân và sự tự tin thu hút quyến rũ đối với phái nữ. Cách ăn mặc gọn gàng, phù hợp cũng thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người xung quanh, vô tình giúp chúng ta nhận được sự yêu mến, tin tưởng trong giao tiếp và gặp gỡ đối tác, giao lưu với bạn bè hay đơn giản là hàng ngày đến trường, đi học hay tới công ty làm việc. Khi chúng ta cảm thấy ngoại hình và hình ảnh của mình được cải thiện và nâng cao thì điều đó sẽ tự nhiên mang lại cho mọi người một cảm giác thoải mái và hài lòng. Cảm giác hài lòng này có thể chuyển thành sự tự tin trong giao tiếp từ nội tại của các bạn khi mà chúng ta đối mặt với mọi người và các tình huống khác nhau trong cuộc sống. Mặc trang phục gọn gàng, chỉnh chu và đặc biệt là phải thoải mái nha. Nó còn làm tăng sức hấp dẫn, thu hút của chúng ta. Nó cũng có thể làm tăng cảm giác đồng nhất với hình ảnh của bạn, từ đó cải thiện sự tự tin. Ăn mặc đẹp chính là cách thể hiện bản thân. Mỗi người đều có một cá tính, nét độc đáo khác nhau cần được thể hiện. Và điều này có thể thể hiện qua cách ăn mặc và sự trải chuốt. Lựa chọn quần áo cá nhân, kiểu tóc, phụ kiện đều phản ánh phong cách và gu thẩm mỹ của riêng bạn. Với mình thì chỉ cần thay đổi khuyên tai khi mà mặc trang phục khác nhau cũng đã khiến cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc và tự tin hơn rất là nhiều. Theo cách của mình suy nghĩ thì nó giống như là những cái lớp áo giáp bảo vệ mình và khiến cho mình tự thấy là mình nâng cao địa vị của mình hơn. Nếu bạn không dùng khuyên tai thì có thể sử dụng các cái điểm nhấn khác nhau như là vòng cổ, vòng tay, đồng hồ, thắt lưng, giày cao gót. Bạn đừng ngại trải nghiệm nha. Chúng ta ăn mặc đẹp không chỉ để nhận được lời ca ngợi của người khác, nhưng mà nó vẫn thật là tuyệt khi mà gu thẩm mỹ cá nhân được nhận sự công nhận của đối phương, đúng không? Hãy thành thật rằng là bạn cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều khi mà được mọi người khen. Bạn chỉ cần đơn giản là mỉm cười thanh lịch và nói cảm ơn, vậy là đủ rồi. Một mẹo nhỏ ở đây đó là bạn có thể khiến bản thân trông nho nhã, thanh lịch, lịch thiệp hơn rất là nhiều
chỉ bằng một việc nhỏ là quần áo phẳng phiu trước khi mặc. Khi mà quần áo nhăn nhúm, nó sẽ tạo cảm giác bạn là một người không chu đáo. Vậy nên hãy lưu ý nha, sự thay đổi nhỏ có thể mang lại kết quả khác biệt rất lớn. Thứ hai đó là quan tâm tới mái tóc. Mình đã có video nói về cách chăm sóc tóc đúng cách, bạn có thể xem tham khảo tại đây. Mái tóc rất rất quan trọng dù bạn là con trai hay con gái. Nhiều bạn nghĩ là làn da sẽ là quan trọng nhất. Nếu da có mụn, sần sùi thì coi như bỏ, chẳng có gì tha thiết bởi vì bạn sẽ là một chú vịt xấu xí. Nhưng không nha, nghiên cứu chỉ ra là không mấy ai phán xét người khác, đặc biệt là trong lần đầu gặp mặt, họ sẽ không quá để ý vào làn da của đối phương. Ngoài ra trên gương mặt chúng ta, mái tóc chiếm diện tích lớn nhất. Bạn cứ thử đi, nếu tóc bạn lúc nào cũng bết bát, đầu nhiều gầu, khi ra đường, đi hẹn hò, đi học, công việc, mà đầu cứ ngứa ngáy và tóc cứ dính sát vào hai bên tai, và tỏa dầu ra hai bên má và bạn đưa tay lên gãi sột soạt. Chỉ những chi tiết vô tình nhỏ đó thôi đã khiến cho mức độ tự tin tụt xuống đáy. Vậy nên tóc có thể chưa đạt ngưỡng bóng mượt mềm mại như ý, nhưng nhất định bạn phải giữ nó sạch sẽ chỉn chu. Với con trai hãy cố gắng dành thời gian cắt tóc 2-3 tuần một lần, tùy vào tốc độ mọc tóc để nó luôn gọn gàng vào form. Đừng để nó trông giống như là tổ quạ hay là quá dài mất cân đối. Với mình khi ra ngoài, thay vì dành thời gian make up thì mình sẽ chọn dành thời gian để tạo một kiểu tóc phù hợp với trang phục mình sẽ mặc ngày hôm đó. Nếu make up là một phần trong cuộc sống của bạn và lớp trang điểm khiến bạn tự tin cũng như mang lại niềm vui cho bạn, đặc biệt là trong lúc chuẩn bị, thì hãy tiếp tục làm điều khiến bạn hạnh phúc nha. Mình chỉ có một gợi ý nho nhỏ, đó là hãy dành chút thời gian tìm hiểu và tạo các kiểu tóc khác nhau cho mái tóc. Hãy khám phá bản thân trong những hình hài mới mà sự thay đổi này có thể đến từ một việc rất là đơn giản, đó là thay đổi kiểu tóc. Khi mình búi tóc lên thì mình sẽ tự nhiên thấy mình nghiêm nghị, nghiêm túc hơn đời thường. Khi mà mình xõa tóc và uốn lượn sóng bồng bềnh, lúc đó mình sẽ có cảm giác là mình quyến rũ hơn bất kỳ lúc nào. Khi mà mình thả xuông tóc dài thì mình cảm nhận được sự tự tin đến việc là bản thân mình thấy rất là thoải mái. Điều thứ ba, trên gương mặt sau mái tóc, đó là đôi mắt và ánh nhìn. Nếu bạn để mái, hãy cố có một khoảng cách nhất định trên mắt để đôi mắt có một khung nhất định và có thể nhìn mọi thứ một cách tự do nhất mà không có thứ gì khác chặn trên chặn dưới. Mình nhớ là có một thời mái tóc dài tới tận mắt tạo xu hướng. Mình thi thoảng cũng thích để mái, nhưng thay vì cắt mái thật, mình sẽ đội mái giả, vẫn tạo được cái nhìn mình muốn thay đổi mà không phải lo là mình sẽ phải chờ lâu để tóc mọc dài lại. Ở đây bạn có thể thấy là mình mua những cái mái giả trên mạng, nó đi kèm với những rất là nhiều kiểu khác nhau và bạn có thể thử nha. Khi đôi mắt của bạn có thể linh hoạt hoạt động thì bạn tức khắc tự tin hơn. Nếu bạn bị cận và không quen đeo lens thì hãy thử tìm những cái loại kính khác nhau để xem cái nào sẽ phù hợp với gương mặt của bạn. Có thể điều này sẽ mất một chút thời gian để tìm thấy một kiểu kính phù hợp. Mình đã thử rất rất nhiều kiểu kính và mình nhận ra là gương mặt, kiểu tóc, kiểu trang điểm sẽ phù hợp với một kiểu kính riêng. Bạn thì sao? Tiếp theo là ánh nhìn hay là giao tiếp bằng mắt khi nói chuyện với người khác. Mình nhận thấy đó là một mức độ vừa phải khi vừa nói chuyện vừa giao tiếp bằng ánh mắt là một điều không phải tự nhiên mà đạt được. Đối với nhiều người thực sự là cần phải rèn luyện thêm. Mẹo ở đây đó là đừng nhìn đối phương chằm chằm 100% toàn bộ cuộc nói chuyện, cũng đừng né tránh ánh mắt họ. Có thể dừng nhìn họ sau 3-5 giây hoặc là thay đổi góc mắt nhìn vào những vật ở trên bàn, nhìn vào tay họ, hay thể hiện thái độ lắng nghe như là gật đầu. Tuy nhiên, nên tránh việc gật đầu lia lịa ở những chỗ mà không cần thiết bởi vì nó sẽ thể hiện ra đó là bạn không đang cùng tần số. Ngoài ra cũng đừng nhìn chằm chằm về phía sau lưng họ vì như vậy nó khiến bạn giống như là không hứng thú với cuộc trò chuyện chút nào. Khu vực tiếp theo đó là đôi môi. Mình đã nói rất kỹ lý do vì sao chúng ta cần quan tâm đến đôi môi và cách chăm sóc chúng ở video này. Với mình khi mà ra ngoài, khi mà mình quên không mang son dưỡng, việc này khiến mình rất là bứt rứt và không thoải mái với bản thân. Nếu đôi môi bạn khô và bong chóc vẩy có thể khiến người đối diện để ý và tập trung vào mục đó và họ có thể nghĩ rằng là bạn không thực sự quan tâm tới bản thân, nên là da môi mới có dấu hiệu như vậy. Vậy nên đừng lãng quên khu vực này nha, bởi vì nó thực sự mất rất là ít thời gian để mà có thể chăm sóc nó. Hãy sắm riêng một thỏi son rưỡi và để trong túi sách khi đi làm hay là ba lô đi học. Và nếu được thì bạn hãy cố gắng sử dụng son mà nó có độ SPF để có thể chống tia bức xạ mặt trời. Đừng cắn môi để nó thành một thói quen, cũng như là đừng để môi rơi vào tình trạng chảy máu mà không quan tâm. Mình nghĩ bạn đã nghe điều này ở đâu đó, nhưng mà phải nhắc lại một lần nữa để có thể thấy rõ tác dụng của việc thẳng lưng thẳng cổ khi mà bạn ở bên ngoài sẽ khiến cho cơ thể bạn tự động tỏa ra một cái phong thái tự tin ra xa này nha. Khi bạn ngồi như thế này, giữ một tư thế tốt toàn bộ thời gian không phải là một điều dễ dàng. Bạn có bao giờ được nhắc nhở hay khuyên bảo về việc là bạn cần phải giữ thẳng lưng lên, nhưng mà chỉ sau vài phút ngồi thẳng lưng thì bạn đã nhanh chóng đổ mắt vào màn hình điện thoại hay là máy tính và rồi bạn lưng của bạn lại bị gù xuống. Chúng ta thường bị thói quen chi phối và vì thế những thói quen tốt như là ngồi thẳng lưng và đôi mắt tập trung vào phía trước thường rất là khó khăn để có thể thay đổi so với những thói quen xấu như là dán mắt vào điện thoại, gù lưng xuống, còng lưng, gồng tay để mà gõ vào bàn phím hay là gù lưng và tì ngực vào bàn khi mà viết bài hay là làm việc với máy tính. Để có một tư thế, một hình ảnh tốt, bắt buộc bạn phải luyện tập hàng ngày và chú ý đến nó mọi nơi, mọi lúc. Hãy cố gắng chú ý đến cách bạn ngồi, đứng, ngủ,
và tránh mọi tư thế không tự nhiên. Một số tư thế bạn có thể tập luyện vóc dáng ở nhà đó là khi mà có một chút thời gian mà không đòi hỏi bạn cần phải vận động tay chân thì hãy đứng sát vào tường, úp hai tay vào tường, đứng thẳng cổ, ép sát vào tường, đứng như vậy trong vòng 3 đến 5 phút mỗi ngày. Làm khi mà có thời gian rảnh như là bạn bật TV lên và xem trong lúc làm. Ngoài ra nếu muốn tập lưng thẳng hay là đồng thời co giãn gân cốt thì bạn có thể làm động tác sau 3 lần, mỗi lần 20 đến 30 giây. Một động tác cuối có hiệu quả rất lớn trong việc thay đổi dáng lưng đó là áp sát vào tường ngồi như thế này. Lưng 100% suốt thời gian tập sẽ áp sát vào tường. Bạn hãy đưa hai tay lên và di chuyển lên xuống mà không nhúc nhích hay là chồi lưng ra. 10 lần một ngày là ok. Nếu nhà bạn có dây chun tập thể dục mà kể cả không có thì bạn muốn tập cái động tác này bạn cũng có thể dùng móc quần áo hay một cái gì đó tương tự nha. Làm như thế này 30 reps mỗi lần. Mình sẽ chia sẻ một video riêng về các cách làm đẹp dáng và giữ dáng thon gọn để có thể thẳng lưng thẳng cổ, vậy nên hãy nhấn theo dõi để không bỏ lỡ những video tương lai nha. Nếu mà bạn muốn fix cái dáng lưng và dáng gù ngay lập tức thì bạn có thể thử đeo cái đai chống gù này. Có hai loại, một là thắt trước ngực, loại thứ hai chỉ là vòng qua vai, và cái này nếu mà bạn mặc áo hay là có áo khoác thì còn có thể đeo khi mà ra ngoài. Bạn sẽ thấy sự thay đổi khác biệt ngay lập tức. Mình đã thử cả hai, tuy nhiên với dây đai đeo trước ngực thì mình thấy có chút khó thở, nên là mình vẫn ưu tiên cái thứ hai hơn. Mọi người có thể mua thử và trải nghiệm thêm nha. Ngoài ra với con gái chúng mình, khi mà đi giày cao gót, dù là gót thấp cũng sẽ khiến chúng mình auto thẳng lưng khi đi lại. Nhưng quan trọng là bạn phải đi đúng cách khi mang cao gót, đó là hóp bụng, thả lỏng vai. Lúc bước thì phải đặt gót xuống trước để nó balance cơ thể, chứ không phải nhấn vào mũi giày, sẽ khiến dáng đi trông thiếu tự tin và ngại ngùng. Hack cuối cùng về dáng đó là mình hay ngồi trước máy tính rất là nhiều, nên là mình đã sắm chiếc ghế lót này. Nó sẽ giúp mình ngồi thẳng lưng cũng như là có hiệu quả về lâu về dài, và mình có thói quen ngồi rất là xấu đã hình thành từ nhỏ và giờ mình vẫn đang phải cố gắng khắc phục nó từng ngày. Khi ra ngoài trong công việc hay đi hẹn hò, tư thế ngồi trên ghế cũng rất là quan trọng. Con trai và con gái mỗi người sẽ có một dáng ngồi thoải mái khác nhau để mà toát lên được vẻ tự tin. Điều cần tránh duy nhất ở đây đó là đừng ngồi khoanh tay khoanh chân thu sát nhỏ bản thân lại. Điều này sẽ khiến chúng ta trông cực kỳ thiếu tự tin và bất an và có cảm giác không an tâm. Hãy thư giãn, thả lỏng các cơ và đừng quên là đừng rung lắc chân quá nhiều, quá thường xuyên nha. Mục thứ 6 là mùi hương cơ thể dành cho cả nam và nữ. Cái điều này cực kỳ đặc biệt quan trọng và nó vô hình, không nhìn thấy được. Nhưng với mình nó là một điểm mà mình đặc biệt chú trọng tới khi mà mình lần đầu gặp ai đó. Để mà hương cơ thể luôn thơm tho thì ta phải tắm ít nhất một lần một ngày. Là học sinh thì không được sử dụng nước hoa, thì bạn có thể sử dụng body lotion mà nó có một chút hương nước hoa, hoặc là sử dụng body mist. Cái này thì thường có một mùi hương nhẹ nhàng nhưng mà nó không giữ quá là lâu, phù hợp cho học sinh. Còn nếu bạn nào muốn dùng nước hoa để giữ hương lâu thì ngoài cổ tay thì vai và sau gáy sẽ là các vị trí mà mình gợi ý bạn có thể xịt nước hoa. Và nếu muốn giữ hương nước hoa lâu gấp 5 lần, bạn có thể dùng Vaseline tán mỏng quanh cổ tay hay là sau gáy và vị trí. Những cái vị trí mà bạn muốn xịt sẽ giữ hương nước hoa lâu hơn rất là nhiều. Một hack ở đây đó là bạn hoàn toàn có thể xịt nước hoa lên lược và trải vào tóc, hoặc là có thể dùng Leave-in Conditioner có hương thơm để mà khiến cho tóc có mùi thơm mát thêm nữa. Mặc dù bụng này hoàn toàn là ý kiến cá nhân thôi, nhưng mình nghĩ là chúng ta không cần phải xịt nước hoa quá nồng nặc, chỉ cần một lượng vừa đủ, và chỉ khi mà ai đó tiến vào vòng không gian cá nhân thì họ mới ngửi được, chứ không phải là bạn vừa đặt chân ở một căn phòng là mọi người đã có thể ngửi thấy mùi hương nồng nặc. Tuy nhiên, một lần nữa, ở đây mình muốn nhấn mạnh đó là điều này phụ thuộc hoàn toàn vào bạn nha. Mục số 7, đôi bàn tay. Đôi bàn tay đóng góp rất là nhiều vào sự tự tin của bạn. Nếu như bạn ở trong một không gian, ví dụ như là networking event mà bạn cần tới giới thiệu hay là bắt tay làm quen với người mới, và bạn bị chứng đổ mồ hôi tay, điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy thiếu tự tin và đối phương có thể sẽ là không thoải mái lắm và có một nhận định thái độ với bạn. Mà sự tiết mồ hôi này không chỉ xảy ra với những ai bị bệnh lý tiết ra mồ hôi đâu, mà hầu hết mọi người đều bị đổ mồ hôi nhiều hơn khi mà đối mặt với các tình huống căng thẳng, khoảnh khắc lo lắng. Và ai mà lại không lo lắng khi mà tham gia networking event chứ đúng không? Cách đơn giản nhất ở đây đó là hãy mang theo bên mình một chiếc khăn, hoặc là một chiếc khăn chứa chất cồn để có thể lau trước khi bạn dự định bắt tay với một ai đó mới. Hoặc nếu mà tình trạng của bạn có một chút tệ hơn thông thường thì hãy chuẩn bị que hay là thỏi lăn, hoặc là kem bôi có chứa chất glycopyrrolate là một kiểu amoni tổng hợp sẽ kìm hãm được sự phát tiết của mồ hôi. Mọi người hãy ra tiệm thuốc để hỏi thêm nha. Ngoài ra hãy luôn mang theo bên mình kem bôi tay để thoa khi mà tay cảm giác trở nên khô ráp nha các nàng. Mục thứ 8, nụ cười và thái độ thân thiện. Đây là điều đầu tiên mình luôn quan tâm tới và thực sự bị thu hút bởi những người mà có nụ cười thân thiện và tỏa ra một thái độ tích cực. Mình hiểu là trong cuộc sống ai cũng có lúc thăng lúc trầm, nhưng mà khi gặp gỡ giao tiếp mà mình giao tiếp với một cái người mà mình cảm nhận được những cái tín hiệu tích cực từ họ, mình nhận ra là mình sẽ bị ảnh hưởng lên
và thấy là wow với cái sự tự tin của họ. Và chính bản thân mình cũng muốn reflect lại cái sự tự tin đó và nụ cười nó tự nhiên nở trên môi mình vậy. Mình không nghĩ là đa số chúng ta sẽ bị thu hút bởi sự cáu kỉnh hay là thái độ không vui, một cái vibe tối tăm khó chịu đâu, đúng không? Vì vậy nếu được, và đặc biệt là khi mà bạn đi sự sự kiện, tham gia những cái chương trình gì, đừng ngần ngại giao tiếp với người khác, đầu một nụ cười rạng rỡ nha. Thực ra điều này đã được khoa học lý giải nha. Một nụ cười tự tin sẽ có tác dụng thúc đẩy quá trình cải thiện tâm trạng của não bộ. Khi chúng ta cười, bộ não sẽ tự động tiết ra hormone serotonin, tạo cảm giác vui vẻ này. Việc nở nụ cười khi mà giao tiếp trong công việc hay là bất kỳ cái hình thức giao tiếp nào sẽ giúp bạn giảm căng thẳng này và tăng sự hài lòng của đối phương. Bên cạnh đó, nụ cười còn giúp giải phóng hormone dopamine, mang đến cảm giác thư giãn và hạnh phúc. Vì vậy, nụ cười chính là một cái nguồn fuel mang lại sự tự tin cho chính bạn và đối phương. Khi mà bạn thường xuyên tập luyện cách cười tự tin thì nó sẽ trở nên tự nhiên hơn và nó sẽ thu hút sự chú ý tích cực từ mọi người xung quanh. Cười là một biểu hiện tự nhiên của niềm vui và thư giãn. Vì vậy, hãy tự tin thực hiện hóa niềm vui và hạnh phúc của bạn thông qua nụ cười nha. Một cái practice nho nhỏ ở nhà đó là bạn có thể thực hành cách cười một cách tự nhiên thay vì nén lại hay là cười giả tạo. Khi mà bạn cười tự nhiên thì nụ cười sẽ trở nên tươi đẹp hơn và cuốn hút hơn. Để có một nụ cười tự tin, bạn cần duy trì một chế độ chăm sóc răng miệng hàng ngày đúng cách. Điều này sẽ bao gồm các thói quen như là đánh răng ít nhất 2 lần một ngày, sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch các phần mà không thể tiếp cận bằng bàn chải và thay bàn chải đánh răng định kỳ, cũng như là đi khám nha khoa định kỳ. Mình từ lâu đã đổi từ bàn chải thông thường sang loại bàn chải điện và mình thấy nó cũng nhàn hơn khi mình đi đánh răng ấy. Bạn nào mà có răng yếu hay là nhạy cảm thì hãy thử sử dụng loại kem đánh răng này nha. Thực sự là sau một tuần bạn sẽ không còn cảm giác thấy răng bị ê buốt nữa. Loại này là mình được nha sĩ chỉ định và có tác dụng thật nha. Nếu bạn là người thích uống cà phê, hút thuốc lá và răng có dấu hiệu xỉn màu, hãy đi nha sĩ để có thể cải thiện cái yếu tố này nha. Nó rất là nhanh gọn mà lại đơn giản, hiệu quả cao nữa. Còn bạn nào thích tự xử lý ở nhà thì mình có gợi ý là các bạn có thể tìm hiểu thêm những miếng dán trắng răng tại nhà hay là những sản phẩm kiểu như thế này nha. Nó có những cái hoạt chất làm trắng răng. Bạn nào ở Úc hay nước ngoài thì có thể tìm hiểu thêm nha. Mình đã sử dụng và thấy nó thực sự rất là có hiệu quả. Và nó làm trắng răng nhanh hơn rất là nhiều so với những cái stripe dán thông thường. Mình còn mua một cái kiểu teeth cloth. Nó khi mà đánh lên ấy, nó có tác dụng trắng sáng tức thì luôn. Tuy nhiên là mình cũng không lạm dụng những cái sản phẩm này. Để lúc nào mà răng hơi có dấu hiệu xỉn màu một chút thì mình sẽ dùng lên. Còn quan trọng nhất vẫn là các bước vệ sinh răng miệng cần làm hàng ngày như mình đã nêu ở trên nha. Trên đây là danh sách 8 mẹo bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay và khi mà ra ngoài giao tiếp có thể khiến bạn trở nên tự tin, thu hút ngay lập tức. Mình tin đây đều là các bước đơn giản, dễ làm, dễ thực hành. Hãy lưu ý, đây không phải là danh sách hoàn hảo, chi tiết đủ bộ và mình sẽ tiếp tục lên video với nội dung tương tự gồm nhiều gợi ý hơn nữa. Tuy nhiên với mình, sự tự tin thu hút quyến rũ để mà bản thân chúng ta thực sự cảm nhận và cảm thấy là we own it, mình làm chủ nó và nó là một phần cá thể của bạn và nó unique, thì sự tự tin đó phải tới từ nội tại, nội tâm, biến nó trở thành một phần của tâm hồn chúng mình. Và nó sẽ tới từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ, cách giao tiếp đối với bất kỳ ai, thái độ của chúng ta đối với sự vật và sự việc trên thế giới này, và còn rất nhiều điều khác nữa. Vậy nên hãy subscribe, theo dõi mình thêm để chúng ta cùng chia sẻ về những yếu tố này trong video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn.